Đấng Quan Âm oai thần lòng lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh anh thấy ai ai à, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan Âm thế âm cứu cò đỏ sanh ai, nếu ai có một niệm lành vào trong bệnh liên miên khó cực ngay, niệm danh ngài làm tân khỏi ngay à, bao nhiêu tai nạn hằng ngày à, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế giới à, ngài sanh chuồng cõi nhân gian à, hóa thân công chúa đoan trang à, diệu trang vương ngự ngai vàng vua trang diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù à, diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy, lòng từ bi chờn chẳng đáng ghê à, tuổi nhỏ trí có ai bì à, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai, mong công thành cứu độ chúng sanh à, thời kỳ trai giới tu hành à, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam ai. Một cành tiên mây lam che phủ à, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh à, cảnh tốt dành cho người lành à, kim đồng ngọc nữ ứng danh à, theo ngài dưới bệ ngọc chia hai sớm tối ấy, chào hai bên không lối đạo thầy à, luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra, Quan Thế Âm danh là tự tại à, khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời à, 12 đại nguyện thiên thời cao xa à, nguyện nào cũng đều là rốn ráo à, chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn à, trong một phẩm phó môn thì hiền à, Đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiện không hai à, tâm thanh cứ khó chẳng nài công phu ơi, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn
cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tăng thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấng Phạm Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm thanh lệ nam mô tận hư không biên phạm giới quả hiện vị lai tâm vương chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ nam mô Ta Bà Giáo Chủ Liều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà thánh Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện
thành mấy bao kiên tường, chứ quần rõ biết ngọn hương chi tiền. Tham thân toàn thấy yên tiền, chứng minh hương nguyện phương liền ban cho. Nam mô hương quân cái Bồ Tát, Nam mô hương quân cái Bồ Tát, Nam mô hương quân cái Bồ Tát. Phần pháp rộng sâu rộng nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Nay con nghe thấy tiên tri tụng, nguyện tỏ Như Lai nghe nhiệm màu. Trình áo bài vai hữu chấm tay hương phân, mà bằng rằng Thế Tôn Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, do nhân duyên gì mà thân là Quán Thế Âm. Phần bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát Thiện Nam Tự, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự khổ nào, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải quán, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đành. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này, vậy nếu bị nương lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho, bao như vàng vàng lưu ly xa cư mà nào sáng trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi, tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang qua coi làng quỷ là sáng, do nhân tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gây của người kia cầm liên gây từng cung, mà đặng thoát khỏi nếu quý giả qua cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn thân hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mà mắng dữ, mà nhìn người uống lại làm hai đắng, giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội không cần tiền, kinh trói
buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thầy đều đứng ra liền đằng thoát khỏi nếu kê oán tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có một vị thương chúa dân đoàn người buôn đêm theo nhiều bùa báo đi ngang qua đường hiểm trở, trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ rằng các ông phải nên mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí cho chúng sanh. Nếu các ông xưng danh hiệu Ngài Tài Thế Đắng thoát khỏi nơi oán tật này, đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì từng danh hiệu Bồ Tát nên liền đằng thoát khỏi vô tận y. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có chứng ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng danh ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si vô tận ý. Quán Thế Âm Bồ Tát có những chứng ngoài tầng rộng lớn nhiều sự nơi in như thế. Cho nên chúng sanh thường phải mong lòng thường nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già trở muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền chẳng con trai phương đừng trì huệ. Già chữ muôn cầu con gái mẹ tránh con gái cô tướng xinh đẹp trước đa trồng còi buông đứng, mọi người đều kính mến vô tận y. Quán Thế Âm Bồ Tát có sân hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đứng cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người tỏ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cũng dương đồ ăn uống y cũng dường nằm thua phan y. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận này thưa bằng Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không thể trong trăm nghìn muôn ưng kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đặng vô lượng vô biên phương ưng lời ích như thế. Ngài Bồ Tát ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế. Vì chúng sanh nói pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử. Nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đàn đồ qua thời Quán Thế Âm Bồ Tát, liền hiện thân
Phật vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giang đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiền thân duyên giang vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiền thân thanh văn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiền thân phạm vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân đế thích vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân tư tài thiên vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ xá môn đằng đồ thoát Bồ Tát liên thân tiểu vương đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân tiểu vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân trương gia vì đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân cư sĩ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân tế quan vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân Bà La Môn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân Tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di vì đó nói pháp nơi đang dùng thân vô lượng của trưởng giả cư trì tế quan Bà La Môn đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân phụ nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoát Bồ Tát liên hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng già cho càng thẳng Bà A Tu La Ca Lầu La Thân Na La Ma Hồ La Già Nhân cùng phi nhân đằng đồ thoát Bồ Tát liên đều hiện thân mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp vô tận ni quang thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng các thân hình dạo đi trong ca cõi nương để độ toàn chúng sanh như thế vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng căn xa sanh hãy ban cho sự vô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô ý ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần đằng Thế Tôn con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đêm cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng xin ngài nhân chuối ngọc trăm bảo pháp thế này khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng xin ngài về thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này bây giờ phần bao
Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tứ chúng cùng trời rồng. Và có càng tham bà tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhẫn chuối ngọc đó trong thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhẫn chuối ngọc đó chia làm hai phần một phần Đức Thích Ca Mâu Ni Phật một phần dâng vào tha của Đức Phật Đa Bảo vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần từ tài như thế vào đi nơi cõi ta bà lúc đó ngài vô tận ý Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng thế tôn đủ phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt nói kề đạt vô tận ông nghe hành Quán Âm kêu ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kiếm chẳng nghĩ bằng hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay gì khổ ca cõi giá sự thanh lòng hài chỗ lớn hầm lửa lớn do chân niềm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do chân niềm Quán Âm trong mọi chẳng chìm đắm ngầm ở chốn tu di vì người châu rơi xuống do chân niềm Quán Âm như mặn nhật treo không hoan vì người giữ được rỡ khuôn núi kim cang do chân niềm Quán Âm chẳng tổn đến mãi long hoàng gặp oán tận vây đều cầm nhau làm hài do chân niềm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị vô nàng vua khi hành hình sanh chén do chân niềm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng tính tay chân bị gông cầm do chân niềm Quán Âm tháo ra đàn hoa khói nguyện lụa cán cuốn độc muôn hài đến thân đó do chân niềm Quán Âm trở hài nơi bổn nhân hoàng gặp la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do chân niềm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thu giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ do chân niềm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do chân niềm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sen đánh tuôn da xôi mưa lớn do chân niềm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng tâm Quán Âm xin chi diệu hãy cứu khổ thế gian đầy đủ thương thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quy súc sanh sanh già bình chán có lần đều khiến những anh chân Quán thân tịnh Quán trí huệ Quán rộng lớn bi Quán và từ Quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tăng tịnh không nhân huệ nhận phá cán tối hay phục tai do lửa thăm soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây xối mưa phàm càng lồ dứt trừ lửa phiền não
giải kiền qua cho quan trong quân trận sẽ thành do sân niệm quan âm cửu oán đều lui tan nhiều âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi quán âm bừng tình thánh nơi khổ nào nàng chán hay bị làm lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh Phật rằng Thế Tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại Phổ Môn thì hiền chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng yếm lúc phần nói phần Phổ Môn này trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đằng chánh giác kinh diệu pháp liên hoa phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đồn đa đi đồn đồn đa đi ta bà án đa đi đồn đa đi đồn đồn đa đi ta bà án đa đi đồn đa đi đồn đồn đa đi ta bà Thank you.
bình đẳng nguyện. Nam mô chú già tuần vô tôn hải quán âm như lai thề diệt tam đồ nguyện. Nam mô Bồ Tát.
sóng ngần chẳng bớn mây chân nào là bốn thánh thiên chân. Bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vầng tâm ấy lần trang sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trái lòng tròn đủ xưa nay. Công thành quả chứng có bày đính đáng, hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham tiền Bồ Ngài đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông. Rồi thấy năm uẩn đều không có gì, đồ tâm cả không chi khổ ấp trong thượng tâm hiền cảnh sắc ra sắc không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, mà ấy sắc tương cùng đồng không tương, không tương y như tường sẵn kia, thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không, tòa sám tướng nhân ông tạm đó, cao pháp kia tưởng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng than. Cơ ấy lên cõi trên không giới, thế nào là vô ngại thường chân, vốn không nguồn âm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, bi hoàn toàn thân giới cũng không, tánh không sang xuống đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tăng cả nhân pháp kia đều xả nhị không. Vần lòng khi huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quái ngại có chi cũng bố tân xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo tu duyên, niên bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bát nhà đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là hơn pháp môn tối thân cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chúa tôi thường oai linh, ấy chúa vô đẳng thịnh thịnh oai thần, trừ tâm cá nguyên nhân cán khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đề Đa Tấn Nam Bà Tỳ A Di Đề Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đề Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Đề Già Già Đa Di Đa Ca Lễ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha A Di Đề Đô Bà Tỳ A Di Đề Đa Tấn Nam Bà Tỳ A Di
di đi đa thì ca lăng đề a di đi đa thì ca lăng đa ya di đi ya ya na di đa ca lê ta ba nam mô a di đa ba ya ya tha ya na ya na điện ya tha di đi đô ba thì a di đi đa tấn đam ba thì a di đi đa thì ca lăng đề a di Ya di ni ya ya na chi na ca lê ta ba nam. Đừng quán âm ngoài thần lòng lòng má khắp thế gian đều rộng danh ngài chúng sanh hết thảy. Khi nào gặp nạn niệm ngài liền quá, bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền, dầu trọng bệnh liên miên khổ cực lầm tức khói ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua, vô lượng kiếm ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hoa thần công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha, diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chi thơ cũng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao, trọn hồn nhà đường vào cánh văn đáng ghi. Tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu, tròn chín năm chân từ hao khổ mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hải bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muốn đổ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tham. Biển Nam hải núi Võ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phố môn thì hiện đức Như Lai thuộc chuyện kiên ngài, oai thần linh hiển thông hai. Tầm thính cơ cô chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tân thì tới nơi nhiều giấc cấm kỳ đổ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương vừa niệm
danh hiệu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đứng như lai truyền dạy không sai. Chúng ta chờ có quán này một lòng ngưỡng mộ câu ngài đó cho trong khổ hải đò từ vấn đời vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng khen báo đài vàng à di đà kho kia rỡ ràng thầm thôi từ bi cứu khổ độ đời tầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Đề dùng găm vón xe chuối mở tướng bao la vũ trụ bởi lục dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối với bài tố rõ nguyện tội ác từ nay dứt bỏ đã khói lầm mà mê. Trương đại thiên thành kinh hướng về tình tam độc quý tam bảo ấy phần giới cấm chuyên trì chú đáo nhưng tâm cùng rung rễ vô minh. Chí phàm phu tử lực khó thành cầu đại gia từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con giống lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ gia gia tha viên mạng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành vô biên thắng phước giai hồi hướng vô nguyện phạm giới chư chúng sanh công vạn vô lượng quang phần sáng. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu, vô nguyện tội dương tâm tiêu trừ, thế thế thương hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai tiên phần ngộ vô sanh bấn rối Bồ Tát vi bàn lỡ nguyên gì thư công đơn. Phổ cầm tư nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo. Tự quy Phật tin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô ai thường.
tự quy tăng xin nguyện chúng sinh thống